Trương Mặc, quý tử ngỗ ngược của Trương Quốc Lập, ra tù vào tội vì nghiện ngập vẫn làm giám đốc. Trương Mặc nổi tiếng nhờ thế lực của người cha tài danh Trương Quốc Lập. Tuy được đánh giá là diễn viên trẻ triển vọng, nhưng anh vướng nhiều tai tiếng bởi những chiến tích bất hảo. Cùng với Vương Cương và Trương Thiết Lâm, Trương Quốc Lập tạo thành bộ ba Thiết Tam Giác Đình Đám Showbiz Trùng. Tuy nhiên, nếu hai người bạn thân hiện sở hữu cuộc sống sung túc yên ấm tuổi lục tuần, thì Trương Quốc Lập lại được nhận xét vất vả tiêu tụy hơn hẳn. Một trong những nguyên do được Sohu đưa ra là bởi tuổi đã cao nhưng Càn Long nước tiếng một thời vẫn phải lo lắng chăm sóc cho cậu con trai Trương Mặc hiện đã ở tuổi U40. Cậu ấm bất trị. Trương Mặc sinh năm 1982. Năm 1997, lần đầu tiên anh đóng cùng cha trong bộ phim truyền hình Khang Hy Vi Hành. Vai diễn đứa bé ăn mày đánh dấu bước chân chính thức của anh trên con đường nghệ thuật. Trương Mặc tham gia thêm một số bộ phim do cha làm đạo diễn. Với ưu thế là quý tử của một trong những nghệ sĩ nổi danh, anh có tên trong rất nhiều bộ phim điện ảnh, truyền hình với nhiều đề tài khác nhau. Anh luôn được làm việc với những đạo diễn, diễn viên hạng A của làng giải trí Hoa ngữ. Trong bộ phim Hãy Để Đạn Bay, vai diễn của Trương Mặc được đánh giá cao. Phim 1942, anh cũng có nhiều tiến bộ trong diễn xuất bằng ánh mắt, có nhiều sáng tạo ở những phân cảnh khó. Anh từng nhận một số giải thưởng dành cho diễn viên trẻ triển vọng. Trương Mặc theo đuổi con đường khẳng định tài năng bằng vai diễn bứt phá, nhằm tạo dấu ấn để thoát khỏi hình ảnh người cha tài năng. Nhưng thật đáng tiếc, đời sống riêng của Trương Mặc lại khá bề bối với rất nhiều lỗi lầm. Năm 2003, Trương Mặc trở thành tâm điểm của báo chí khi đánh bạn gái đồng giao học cùng Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc. Mối tình của đôi trai tài gái sắc sớm nở tối tàn vì kết thúc trong bạo lực và ồn ào truyền thông. Trương Mặc đã tác động vật lý bạn gái rất nặng tay. Khi xuất hiện trên báo với khuôn mặt sưng vù do bị bạn trai tác động, đồng giao tiết lộ với báo chí rằng cô tình cờ quen biết vị thiếu gia này thông qua một người quay phim. Đồng giao là cô gái xinh đẹp có khả năng múa hát và ngoại hình khá giống Trương Tử Di. Nhờ khuôn mặt xinh xắn mà từ năm thứ hai đại học cô đã được xuất hiện trong phim truyền hình nổi tiếng Lâm Hải Tuyết Nguyên. Khi người bạn đến cùng Minh quay phim điện ảnh, đồng giao đến thăm và lọt vào mắt xanh của Trương Mặc là diễn viên của phim này. Cả hai nhanh chóng sa vào lưới tình, dù công việc bận rộn nên ít có thời gian gặp nhau. Qua lại được khoảng 4 tháng, đồng giao bắt đầu nhận thấy khoảng cách giữa đôi bên nên đề nghị chia tay. Nghi ngờ bạn gái có tình cảm với người đàn ông khác, Trương Mặc đã ra tay với cô rất nặng. Trước đây cô rất ngưỡng mộ những vai diễn cá tính của bạn trai trên màn ảnh, nhưng không ngờ anh lại đem tính cách này vào cuộc sống hàng ngày. Sau sự việc ồn ào này, Trương Mặc bị đuổi khỏi Học viện Hí kịch Trung ương. Từ đó Trương Mặc không còn công khai bạn gái. Năm 2013, hình ảnh Trương Mặc và nữ diễn viên Ngô Manh Manh hẹn hò bị hé lộ trên báo. Công ty của anh hoàn toàn phủ nhận chuyện này, nhưng công chúng đều biết con trai duy nhất của Trương Quốc Lập là một trong những thiếu gia nổi tiếng sát gái. Không những vậy, Trương Mặc còn liên tiếp gặp rắc rối với luật pháp vì chất cấm. Nếu như trên phim Trương Mặc thường đóng vai cảnh sát phòng chống tội phạm buôn bán chất cấm, thì ở ngoài đời, nam diễn viên lại hai lần bị bắt do sử dụng và tàn trữ chất kích thích. Năm 2012, Trương Mặc bị bắt khi hút bồ đà tại nhà riêng. Ngay sau đó, ngày 1 tháng 2 năm 2012, Trương Quốc Lập đã lên tiếng xin lỗi thầy con trai, tự nhận trách nhiệm nuôi dạy con chưa tốt và mong mọi người cho con mình cơ hội làm lại cuộc đời. Bạn thân của Trương Quốc Lập là đạo diễn nổi tiếng Phùng Tiểu Cương cũng ra mặt nói đỡ cho Trương Mặc. Khi đọc thư xin lỗi thầy con của Trương Quốc Lập, tôi thấy trong lòng rất buồn. Là chú của Trương Mặc, thường ngày tôi cũng bỏ bê không dạy dỗ. Tôi và người anh em Trương Quốc Lập xin quý mình xin lỗi và mong công chúng bỏ qua cho lầm lỡ của Trương Mặc. Phùng Tiểu Cương viết trên trang cá nhân sau vụ việc. Sau 30 ngày bị tạm giam, ngày 14 tháng 2 năm 2012, Trương Mặc gửi đến khán giả lời xin lỗi thông qua công ty giải trí hàng đầu là Hoa Nghị Huynh Đệ. Tưởng rằng sau lần này, Trương Mặc sẽ tránh xa loại hóa chất độc hại ấy. Nhưng ngày 29 tháng 8 năm 2014, Trương Mặc lại bị Cục Cảnh sát thành phố Bắc Kinh cáo buộc đã để cho người khác sử dụng chất cấm tại nhà mình. Ngày 4 tháng 9 năm 2014, anh chính thức bị bắt giam. Ngày 27 tháng 1 năm 2015, Trương Mặc phải ra hầu tòa và nhận hình phạt giam giữ 6 tháng, phạt 5.000 nhân dân tệ, khoảng 17 triệu đồng. Lần này thì diễn viên Trương Quốc Lập không thể lên tiếng che chở cậu con như trước. Đứa con của nghịch cảnh, sự nổi loạn của Trương Mặc được nhiều người cho là xuất phát từ cuộc sống gia đình không mấy hạnh phúc. Anh là con của Trương Quốc Lập và người vợ đầu La Tú Xuân. Năm 1989, Trương Quốc Lập kết hôn với mẹ kế Đặng Tiệp khi Trương Mặc mới 7 tuổi. Anh đã trải qua những năm tháng tuổi thơ khó khăn vì cuộc hôn nhân không êm ấm của cha mẹ. Mặc dù ba người lớn là cha mẹ và mẹ kế tìm mọi cách để bù đắp tình cảm cho Trương Mặc, nhưng anh luôn phải chịu đựng những tổn thương trong lòng. Có thông tin cho biết bà La Tú Xuân đã yêu cầu chồng cũ không được có thêm con cái để tránh làm tổn thương Trương Mặc. Từ lúc kết hôn, Đặng Tiệp hơn hẳn Trương Quốc Lập về danh tiếng lẫn tiền bạc, nhưng bà vẫn bị xem là hồ ly tinh cướp chồng. Trương Mặc cũng luôn đối nghịch với mẹ kế, dù bà chấp nhận không sinh con và dành tình thương cho anh. Có vẻ như người lớn càng tìm cách chuộc lỗi bằng cách cưng chiều thương yêu đứa trẻ thì càng phá hỏng tương lai của nó. Trương Mặc được nâng niu từ tấm bé nên nảy sinh những quan niệm lệch lạc. Chẳng hạn, lần đầu tiên bị bắt vì sử dụng chất gây nghiện, anh được cha lên tiếng bênh vực ngay lập tức. Hành động này của Trương Quốc Lập khiến con trai ông trượt dài trong sai lầm, đánh đổ cả sự nghiệp đang chớm nở. Sau hàng loạt scandal, Trương Mặc giờ đã sống kín tiếng hơn. Trà Sohu tiết lộ, nhờ có sự hậu thuẫn âm thầm của cha, Trương Mặc hiện đã mở một công ty sản xuất điện ảnh và đang làm giám đốc. Một bình luận của độc giả nhận xét trên Sohu, con vua thì lại làm vua và so sánh Trương Mặc với con trai phòng tổ danh của Thành Long. Cả hai cậu quý tử đều khiến cha khốn đốn vì tai tiếng, nhưng vẫn tiếp tục được gia đình chiều chuộng.